Thế thôi, hãy đến Lâm Mẫu và mời chị, người đại diện và chị ái của cô dâu xuống lúc được cùng gặp mặt tất cả quý vị chúng ta. Và bây giờ, quý đại cô dâu hãy cùng cô dâu xuống dưới lúc được để cùng gặp mặt tất cả quý vị.
có đi chung với trai mà. Thank you.
Tuy nhiên khi mình biết sao cầm cầu mình như vậy, không thể nào có những gì mình làm được. Có lý do cho ông Tuy Minh, chứ có tổng chức để tất cả những người chúng ta đều dòng ra một vị ăn không chưa thỉnh như vào hôm nay. Ông là anh Tuy, có phòng hóa hóa, thì tình cảm tất nhiên. Thank you.
Thank you.